Chào mừng anh em đã trở lại với Biên Hòa Yu-Gi-Oh! Trong thế giới thẻ bài, chúng ta có rất nhiều vũ trụ cốt truyện, đếm xương xương thì cũng chẳng ít đâu. Nào là Endymion, World Legacy, Dual Terminal, White Story, v.v. Và vẫn giữ đúng với phong độ vắt sữa của mình kể từ khi kết thúc Visage Story. Thực ra thì vẫn chưa, nhưng mà chúng ta cứ tạm cho là kết thúc rồi đi. Thì Konami đã giới thiệu cho chúng ta một series hoàn toàn mới với các độc bài bao gồm Sinful Spoil, Snake Eye, Goblin Biker và White Woods. Lần trước thì chúng ta đã đi hết 6 độc bài của Visage Story rồi, cho nên đã đến lúc bắt đầu một chapter mới. Đi thôi anh em! Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, ra local mà không cầm theo bài để chiến thì anh em lại bảo chú lại không nể anh. Thế thì lấy đâu ra bài để đánh? Còn chơi gì nữa mà không ghé ngay qua Shopee của Biên Hòa Yu-Gi-Oh! Tại đây, bọn tôi có rất nhiều mặt hàng OCG và AE cho anh em lựa chọn thoải mái cùng với giá cả phải chăng. Mua bài của Biên Hòa Yu-Gi-Oh! Đánh thì chỉ có thắng, còn thua là do vấn đề kỹ năng. Link Shopee bọn tôi để dưới phần mô tả, anh em cần kiếm gì thì cứ nhấp vào thôi nhé. Diabelle là tộc bài với lần đầu ra mắt trong Core Booster Age of Overlord. Vốn là tộc bài ban đầu chỉ có một quái thú là Diabelle Star the Black Witch, nhân vật chính trong cốt truyện của Sinful Spoil. Nhưng trong Legacy of Destruction đã giới thiệu phản diện chính, cũng là người chị em năm nào của Diabelle Star, Diabelle the Original Sin Keeper. Trong Infinite Forbidden ra mắt gần đây thì chúng ta cũng có thêm Diabelle, Fiendess of the White Woods. Bên cạnh Diabelle, Sinful Spoil là tộc bài với các ma pháp cạm bẫy, lần đầu được giới thiệu trong Core Booster Duelist Nexus, nhưng phải sang đến Age of Overlord thì mới nhận được đầy đủ hỗ trợ bên cạnh Diabelle. Diabelle và Sinful Spoil đóng vai trò hỗ trợ nhau trong lối chơi bằng việc các Diabelle đều có thể xuất được ma pháp cạm bẫy của Sinful Spoil, đồng thời cũng có thể bổ trợ cho chiến thuật của các Snake Eye. Trước khi đi sâu hơn vào bộ bài thì tôi cần lưu ý anh em một chút. Vì cùng thuộc một cốt truyện tổng cho nên các lá bài của Diabelle hay Sinful Spoil đều sẽ liên quan đến rất nhiều tới Snake Eye và White Woods. Tuy nhiên thì White Woods cũng chưa hề hé lộ cốt truyện, càng khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn trong các mối quan hệ giữa các lá bài. Vậy nên cứ đến phần nào có liên quan đến White Woods thì anh em cứ hiểu là dự đoán thôi nhá. Đầu tiên sẽ là quái thú trái tim của tộc bài, Diabelle Star the Black Witch. Tên và chủ đề của Diabelle Star được dựa theo Belle Star, một kẻ sống ngoài vòng pháp luật người Mỹ, liên kết với rất nhiều tội phạm khác nhau. Sau khi bị bắn chết một cách bạo lực vào năm 1889, bà ta trở nên vô cùng nổi tiếng, đến mức được làm hẳn cả phim truyền hình và điện ảnh. Như đã nói, thì đối lập với Diabelle Star là Diabelle Z, The Original Sin Keeper. Cả hai đều có chung công 2500 và 2000 thủ. Thuộc tính thì trái ngược nhau, với Diabelle Star là Dark, còn Diabelle Z là Light. Nó còn được thể hiện luôn trong trang phục của cả hai. Cụ thể, Diabelle Star với trang phục màu đen và lớp lót màu đỏ, còn Diabelle Z mặc trang phục màu trắng với lớp lót màu xanh lam. Khi còn nhỏ, Diabelle Star được biết đến là quái thú Asteria of the White Woods, cho nên chúng ta cũng có thể gọi cô là Asteria luôn cũng được. Có vẻ như khi còn nhỏ, Asteria có hai người sư phụ là Rishia of the White Woods và Sylve of the White Woods. Dạng biến hình của cả hai là Rishella, Wicked of the White Woods và Silvera, Witch Wolf of the White Woods. Điều này đã vô tình phù hợp với Asteria vì cô sở hữu cả hai kho báu tội lỗi là Sinful Spoil of Betrayal, Silvera, và Sinful Spoil of Doom, Rishella. Trong minh họa riêng của Diabelle Star, cả Silvera và Rishella ở trong trạng thái không hoạt động là một phần cơ thể của Asteria. Chúng vẫn xuất hiện ngay cả khi cô đã cởi quần áo. Liệu có phải vì một biến cố nào đó mà cả hai vị phù thủy xứ White Woods đã hóa thân thành những Sinful Spoil mang trong mình ý thức cũ? Cả hai đều có cho mình những cá tính riêng. Rishella có vẻ như bảo vệ Asteria hơi quá mức.
Cô cũng tận tình chăm sóc cho đệ tử nhỏ bằng cách đắp chăn cho Asteria ngủ sau khi hốc quá nhiều rượu. Trái ngược với Rachela, Silvera thì dịu dàng hơn. Cô cũng thích những thứ dễ thương thông qua việc sơn móng tay cho Asteria, cũng như không thích việc Asteria tăng cơ bằng thói quen tập thể dục. Một số chi tiết khác có thể đề cập đến, chẳng hạn như khi sử dụng Sinful Spoil, mắt phải của Asteria hóa xanh lục. Bên cạnh đó, mặt nạ của Asteria có tên là Omen. Có vẻ như Diabel Star được dựa theo Dark Magician, cũng là một quái thú tộc Spellcaster, level 7 thuộc tính Dark, công 2500. Trái ngược lại thì đối thủ của cô, chủ bài của tộc Snake Eye, Snake Eye Flame Birch Dragon, có vẻ như được dựa theo Blue Eyes White Dragon, là quái thú tộc rồng, cấp độ 8, công 3000 và thủ 2500. Diabel Star có phiên bản Snake Eye là Snake Eyes Diabel Star với sự xuất hiện của Asteria cùng với Snake Eye Poplar sau khi nuốt chửng Goblin's Crazy Beast. Chi tiết này được thể hiện rõ hơn trong artwork của ma pháp Sinful Spoil Struggle. Sinful Spoil of Betrayal Silvera là một trong những kho báu tội lỗi của Asteria. Khi không hoạt động, nó có hình dạng là một áo choàng lông. Nhưng khi được kích hoạt, nó sẽ trở thành một con sói khổng lồ. Bên cạnh Silvera là Sinful Spoil of Doom, Rachela. Khi không hoạt động, vốn là một áo choàng ở eo, nhưng nó có thể biến thành một chiếc lưỡi hái. Rachela có tên bắt nguồn từ chữ Lucella, một biến thể khác của từ tiếng Pháp Lucilla, có nghĩa là ánh sáng. Đối đầu với Diabel Star, chúng ta có Diabel Z, The Original Sin Keeper. Đây là quái thú tộc Illusion đầu tiên không có hiệu ứng liên quan đến lượt chiến đấu, cũng không mang theo mình biểu tượng Eye of Jad. Hiệu ứng của Diabel Z sẽ chống lại lối chơi của các Sinful Spoil liên quan đến Diabel Star, có thể tự chơi đặc biệt khi đối thủ của Sinful Spoil dưới mộ, và các Quick Play Spell cũng không thể được kích hoạt trừ phi đã được úp sẵn ở sân. Đỉnh đầu cây gậy của Diabel Z có hình dạng khá giống với quả táo. Nếu xét theo tên của cô ta là Original Sin Keeper, chúng ta có thể suy ra được nguồn cảm hứng của cô cũng như tộc bài White Woods. Trái táo là loại trái cây truyền thống tượng trưng cho trái cấm mọc ở vườn địa đàng. Original Sin hay tội lỗi nguyên thủy chính là tội lỗi đầu tiên phạm phải do tổ tiên của loài người, Adam đã không vâng lời Chúa và dám ăn trái cấm. Quả táo ấy một lần nữa xuất hiện trong artwork của lá bài Whispers of the Sinful Spoil. Ơ khoan đã, cô bé tóc vàng đứng bên cạnh Asteria trông quen quen ha. Sao phải ngạc nhiên thế nhỉ? Vì đó chính là Diabel Z hồi còn nhỏ. Cô có tên là Risette of the White Woods. Vì một lý do nào đó, Asteria và Risette vốn rất thân thiết với nhau khi còn nhỏ, mà lại trở nên căm ghét và đối đầu lẫn nhau khi đã trưởng thành. Kho báu tội lỗi của Risette là Sinful Spoil of Slumber, Morian, thứ vốn được giấu bên trong tay áo lớn bên phải của cô. Thứ nó ẩn giấu bên trong chính là một bàn tay vô cùng khổng lồ. Tên của kho báu này được dựa theo The Morrigan, nữ thần chiến tranh và cái chết trong văn hóa Ireland. Nó mang theo tạo hình của những chiếc lồng vũ màu đen, ám chỉ đến việc Morrigan thường xuất hiện dưới hình dạng của một con quạ. Quái thú cuối cùng của tộc Diabel, nhưng thực ra là chúng cuối của White Woods, Diabel, Fendis of the White Woods, quái thú Synchro đầu tiên mang theo tộc Illusion. Bà ta mang theo nhiều đặc điểm của cả Diabel Star và Diabel Z. Cả ba đều có tên bắt đầu bằng Diabel, hoặc theo như tôi dự đoán, hai cái tên Diabel Star và Diabel Z của Asteria và Risette đều bắt nguồn từ bà ta. Cả ba đều có cùng sức công 2500 và sức thủ 2000. Diabel sở hữu thuộc tính Light và tộc Illusion của Diabel Z. Đồng thời, trang phục được phối màu đen và màu trắng của Asteria và Risette. Ngoài ra, màu sắc năng lượng của bà ta cũng là sự kết hợp giữa hai màu chủ đạo Sinful Spoil thuộc quyền sở hữu của cả hai. Chẳng hạn, như với Diabel Star là xanh lục, còn Diabel Z là màu tím. Vì chưa có cốt truyện nên chúng ta vẫn chưa biết được chân tướng của Diabel là ai, hay bà ta có mối liên hệ nào với các White Woods khác.
quái thú thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các ma pháp cạm bẫy của Sinful Spoil. Ở trên thì chúng ta đã nói đến bà kho báu tội lỗi rồi, nhưng vẫn còn đó một lá nữa, đó là Sinful Spoil of Subversion Snake Eye. Vốn là một viên đá pha lê hình con mắt, thứ này nhanh chóng sẽ nở ra chùm của Snake Eye, Snake Eyes Flame Birch Dragon. Kho báu tội lỗi này được dựa theo Medusa, một sinh vật xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp, với mái tóc là những con rắn độc, có khả năng biến bất cứ ai nhìn vào nó trở thành đá. Chi tiết này được thể hiện trong hiệu ứng của nó, khiến cho quái thú bay trở lại ổ Spell Trap Zone, không thể tấn công, cũng như hiệu ứng bị phủ nhận, như đã bị hóa thành đá. Trong artwork của Original Sinful Spoil Snake Eye cũng thể hiện khoảnh khắc khi con mắt pha lê hóa thành con rồng lửa của Snake Eyes. Trong artwork của Wanted Seeker of Sinful Spoil, chúng ta có tờ truy nã của Diabelle Star. Dòng chữ phía dưới của cô đọc là Zaiho Gari, có nghĩa là thợ săn kho báu tội lỗi. Chữ Alive hay sống bị gạch đi, còn chữ Death hay chết lại được khoanh tròn lại. Có vẻ như ai đó rất ghét Diabelle Star lắm ha. Trong artwork của Sinful Spoil Subduo, Diabelle Zee lúc này đang sử dụng Morian để ngăn cản Poplar biến hình, đồng thời cũng cướp đi con pet của Diabelle Star. Nếu nói về lối chơi của Diabelle thì khá chắc rằng phần đông những người anh em đang xem video sẽ nghĩ đến việc đem Diabelle Star đi làm engine để đánh thuê. Cụ thể là cho các bộ bài có quái thú mang hệ lửa cấp độ 1 làm chủ chốt cho việc vận hành lối chơi. Điều này đã khiến cho không ít người có thể biết đến lối chơi cốt lõi chính của cô nàng phù thủy lực điên ấy. Tất nhiên, Diabelle Star of the Black Witch là quái thú chủ lực nắm vai trò chính cho việc vận hành lối chơi. Mục tiêu của bạn là sử dụng cô nàng phù thủy hắc ám này để đưa ra những vũ khí Sinful Spoil truyền phá giới đối phương của cô nàng ra sân. Chẳng hạn như lưỡi hái Rishala hay sói Silvera, hoặc là các lá bài như Battle of Sinful Spoil hay Morian cũng sẽ luôn là công cụ hữu hiệu để phá giới đối phương. Ngoài ra, có một đối tượng trong cốt truyện thì đập nhau như chó với mèo, còn lối chơi thì lại cưng hơn cưng trứng. Đó là Diabelle Zee, The Original Sin Keeper. Lá bài này là một floodgate, bắt các ma pháp cạm bẫy phải úp trước khi được sử dụng, có thể bắn phá bất kỳ spell trap nào được úp xuống. Điều này giúp tăng khả năng phòng thủ và kiểm soát thế trận của Diabelle Star lên rất nhiều. Và lá bài này cũng tương đối dễ lên khi cô ả có thể tự chi hồi bản thân hoặc được gọi ra bằng cạm bẫy Subduo, rất dễ kéo ra sân bằng Diabelle Star. Đấy, dù ghét nhau đến thế nhưng khi cần cũng là hỗ trợ tốt cho nhau. Điểm yếu của Diabelle Star nếu chơi thuần là tốt, nhưng chưa đủ, dựa nhiều vào ma pháp cạm bẫy phối hợp với Diabelle Star để kiểm soát thế trận nên sẽ thường mạnh về cuối ván đấu. Đồng thời, cần khả năng đọc vị trận đấu và trình độ tương đối cao để phát huy hiệu quả. Và cũng không thể không kể đến khả năng bị break tay nếu như không có Diabelle Star hoặc truy nã. Có khi là bất cứ thứ gì để đưa phù thủy đen lên tay cùng với các công cụ kiểm soát thế trận, vận hành lối chơi. Dù không nhiều, nhưng với hai điểm yếu trên thì tôi thấy cũng đủ lý do để khiến Diabelle Star làm nhiệm vụ của một engine tốt hơn là để chơi thuần. Còn về lối chơi làm engine thì tôi xin phép được kể sang những video sau này với các tập bài khác của câu chuyện Sinful Spoil, vì ảnh hưởng của Diabelle Star lên chúng vô cùng lớn. Chẳng hạn như Snake Eyes hoặc một tập bài nào đó trong tương lai, và đó cũng là phần đáng để nói trong những clip riêng nhất. Món ngon thì nên ăn dần đúng không nào? Trước khi kết thúc video, hãy cùng tôi khám phá cốt truyện của Diabelle và Sinful Spoil được đề cập trong The Valuable Book X Volume 4. Tuy nhiên thì tôi sẽ lưu ý trước cho anh em, vì đây là một series cho nên cốt truyện của các tộc bài liên quan bao gồm Diabelle, Sinful Spoil, Snake Eye và Goblin Bikers sẽ được chia đều. Hy vọng anh em cũng sẽ xem các video của các tộc bài còn lại nhé. Riêng tộc bài White Woods thì sẽ hơi khó một chút, vì chúng ta chưa có cốt truyện, nhưng mà chắc cũng không sao đâu nhỉ. Câu chuyện về kho báu bị ẩn giấu.
câu chuyện kể về linh hồn của một người bị ma quỷ dụ dỗ và lôi kéo. Khó báu được tạo ra bởi những linh hồn đã bị lợi dụng để rồi ruồng bỏ. Khó báu bị nguyên rủa, dẻo dắt nỗi bất hạnh, kể về câu chuyện gì? Tiền truyện 1, người ăn cướp, kẻ bị trộm. Đó là thảm họa của thế giới, những sự việc kỳ lạ không thể giải thích. Bằng cách đoạt mạng người và lấy đi linh hồn của họ, biến chúng thành những con rối vô hồn, dành cho những kẻ chỉ cần có công cụ phục tùng. Chúng không cần những linh hồn đầy tội lỗi thừa thãi. Những linh hồn không trốn dung thân đó sẽ bị phán xét bởi quy luật của thế giới vì những tội lỗi khắc sâu vào linh hồn của họ. Kết quả là một vật phẩm tên là kho báu tội lỗi ra đời, mang đến nhiều tai họa đến với thế giới. Vẻ ngoài của nó là viên ngọc màu đỏ với các linh hồn bất lực chỉ biết di chuyển xung quanh chúng. Chính giữa là ánh sáng mang biểu tượng hình cây kiếm tỏa ra ánh sáng vĩnh cửu. Và sau đó là câu chuyện về trận chiến của một cô gái đã bị tước đi mọi thứ. Tiền truyện 2, con quỷ săn lùng kho báu. Tại một quán bar nọ dưới lòng đất, có một gã hỏi tôi: "Này, mày có biết câu chuyện đồn gần đây về một con ả mặc bộ đồ đen kỳ dị, luôn miệng đi tìm thứ gọi là kho báu tội lỗi không?" "Có chứ, cô nàng đó rất nổi tiếng gần đây mà. Người ta nói rằng nhan sắc của ả cũng không phải hạng xoàng với thân hình bốc lửa đâu. Nhưng tôi cũng nghe kể là nhỏ đó cũng khó tính, hay cọc cằn, lại còn hay lảng vảng ở các khu tàn tích một mình nữa. Mà tiện đây thì cái đầu của ả cũng được những kẻ bề trên tò mò mà treo thưởng với giá khá là cao đấy." "Ý mày là ả ta đang nhắm đến những thứ trong đống đổ nát đó á? Tao nghe kể về một di tích ở phía đông nam nơi đây có tồn tại một sinh vật khổng lồ với con mắt ở giữa, tỏa ra thứ ánh sáng đáng sợ. Những ngọn lửa từ miệng của nó có thể dễ dàng nung chảy cả sắt thép." "Có thể lắm, nhưng liệu có kẻ điên nào dám đối đầu với con quái vật này cơ chứ? Lại còn nhắm vào những báu vật bị nguyên rủa thì chắc là cô ta chán sống rồi." Đúng là theo lý thì không một người thường hay một đội quân nào có thể chiến đấu với những con quái vật mang trong mình thứ được gọi là kho báu tội lỗi. Nhưng với cô ta, Diabel Star The Black Witch, thì có thể, với những phép thuật kỳ lạ mà cô ta thể hiện. Nhưng cuối cùng không ai biết quá khứ và cả lai lịch của cô nàng. Và đó là tất cả những gì các bạn cần biết về tộc bài Diabel và Sinful Spoil. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment phía bên dưới nhé. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi cho Biên Hòa Yu-Gi-Oh! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!